thoải mái. Cứ bật hai thoải mái.
giỏi nhỉ, giỏi quá. Nào, học cần từ nhá, nặng lắm không? Nặng lắm không? Nặng lắm à? Mấy cân, em nhìn thêm mấy cân à? 7 cân. Con biết bao nhiêu? 100 nghìn. Đây, đẹp lắm, thùng và to này. Rồi, cứ đưa như là 2 cây được rồi. Đưa 2 cây đây.20.000 hai mươi tiền. Cân 20.000 ạ. À, rồi, bán cho bạn 1 cân. Xem ra đủ 1 cân rồi, đã cho lên 1 cân theo. Yeah.
cho bác lại quay lại nhá. Vâng. Mai, 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 mai
mày đây giờ chỉ một tí chỉ đi tắm nhá.